Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Battlez Zombie. Ok, giờ mình sẽ vào chế độ Survival. Ok, chơi map đêm này đi. Trước tiên để chơi những con con Peter ba đầu này nhá. Ok, lên dọc nào. Tiếp là phải đào mộ đi đã. Rồi, mình sẽ xây một con sweater ở giữa. Hàng trên mình sẽ xây mấy cây tỏi để cho nó đi xuống để bán được ba hàng. Rồi, ok. Rồi sẽ xây thêm mấy con Sweater ba đầu để dẫn nữa. Luôn. Ồ, tiền sắt bắt đầu kìa. Một số 10 ở đâu? Tất cả giúp ra thử nào. Xem đại chiến. Ơ, giúp đâu rồi? Đây rồi. Giúp bia sợ rồi mới ra. Lại mộ mà mọc lên rồi, mua cái đào mộ ấy rồi. Đây rồi. Đào mộ. Đào rồi. Đào đi. Bắt. Không sao, mua cây tỏi mối cho nó mộ. Vừa xuống nó chết luôn. 350 rồi. Ôi, mấy con này nó ăn cây tỏi hối của mình kìa. Ba đông 60 rồi. Có ba lá rồi. Có ba lá đây. Thế mà mấy quả che gì để nổ con dưới lòng đất nữa. Thank you.
tầng 8 rồi. Chơi con Snow Pit đây, Snow đây, xem biết là có khỏe bằng con Pisoter 3 đầu được không. Chơi gì quái đã ra rồi, mua thêm ra. Chưa đến giao chín nó đã ra rồi.
lại tiền. Rồi mình xin dừng clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.